xin sám hối với sư. Và hôm trước con có hỏi ngạ quỷ và súc sanh có mạt na và a lại giới thức không, vì con thấy hai hạng chúng sinh này hành động theo bản năng, ý thức còn mê mờ, nên hai hạng chúng sinh này chỉ thọ quả báo khổ để tạo nghiệp, hay vẫn có thể tạo nghiệp trong lúc mang thân thú và ngạ quỷ. Hôm trước con có ghi hơi vắn tắt dụng ý là để thầy đọc cho nhanh khỏi rối mắt, chứ con không có tâm khinh khi quý thầy, mong thầy khoan hỷ đừng phiền dẫn con. Rồi, thứ nhất là về mấy cái mạt na thức và a lại gia thức, là nó thuộc về cái duy thức học của Phật giáo phát triển ha. Và sư thì sư không có nghiên cứu cái đó, cho nên là quý vị hỏi sư là coi như chất quớt. Mà cái mục tiêu của câu hỏi của quý vị ấy, đó là gì? Đó là các cái hàng mà ngạ quỷ rồi súc sinh ấy, nó nếu như mà nó hành sự theo bản năng thì nó có tạo nghiệp hay không? Thì xin thưa là theo Tăng Chi thì chúng vẫn tạo nghiệp ha. Và theo Kinh Trung Bộ ấy, thì chúng vẫn tạo nghiệp. Tại vì ấy, ở đây ấy, là tất cả cái gì là nghiệp? Cái gì là nghiệp? Những hành động có chủ ý nha. Chủ ý chính là nghiệp. Mà ngay cả không cần phải hành động, mà cái hành động ở đây quý vị nên hiểu là xuất phát từ thân, khẩu và ý. Khi mà mình có chủ ý thì nó đã tạo nghiệp rồi, chứ không phải là chỉ có loài người mới tạo nghiệp, mà tất cả các cái loại chúng sinh khác khi mà họ có chủ ý là họ đã tạo nghiệp rồi. Thế cho nên ở trong Tăng Chi, Đức Thế Tôn mới nói này các tỷ kheo, cái số ngạ quỷ sau khi mệnh chung mà đi vào cái cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì rất là nhiều. Mà số ngạ quỷ sau khi mệnh chung đi vào cõi người, cõi trời thì rất là hiếm. Này các tỷ kheo, số súc sanh đi về cõi người, cõi trời thì rất là hiếm. Mà số súc sanh sau khi đi mệnh chung mà đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì rất là nhiều. Cho nên bất kỳ một loại chúng sinh nào nha, khi mà có chủ ý bằng thân, khẩu và ý thì đều tạo nghiệp hết ha. Và nghiệp ở đây là bao gồm cả thiện lẫn bất thiện. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về vấn đề này hay không? Kính thưa Đại Đức Hạnh Tuệ, kính thưa quý vị. Riêng câu hỏi này là Đại Đức Hạnh Tuệ trả lời, sư thấy là rất đầy đủ thưa quý vị. Rất đầy đủ mà đúng theo tinh thần Tam Tạng Kinh Điển Bali luôn. Đại Đức cũng có trích dẫn cho quý vị đó, như trong Tăng Chi, trong Kinh Trung Bộ đó. Cho nên là bản thân cái vị mà hỏi câu hỏi này nè, và những cái vị mà có cùng thắc mắc câu hỏi này, chỉ cần mình mở cái lại câu hỏi này mình nghe, mình sẽ hiểu thôi. Dạ, xin kết thúc câu trả lời này. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.